Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại tôi đang có mặt tại đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh, tại vườn nhà bác Thảo. Hôm nay xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi xem qua những cây hoa đào và những cành đào rất nhiều. Nhà bác có rất nhiều những đào cành. Các bác nếu mà có nhu cầu mua hãy liên hệ tới bác Thảo nhé. Số điện thoại lát nữa tôi gặp bác thì tôi xin bác rồi bác để bác đọc cho chúng ta cùng biết nhé. Ok, xin mời quý vị và các bạn hãy đi cùng tôi xem qua những cành hoa đào. Hôm nay là ngày 18 tháng 12 năm 2020 nhé, quý vị và các bạn âm lịch. Những cái cây đào này thì có thể là nó sớm hơn một chút, nhưng các bạn có thể chơi ông công, ông táo, rất đẹp các bạn. Và đặc biệt là có rất nhiều cành, tôi thấy những cái mắt nụ giờ mới bắt đầu rộp ra, báo hiệu cho các bạn cùng biết được là chúng ta sẽ thể chơi được đến qua rằm tháng giêng các bạn, thoải mái luôn. Và những cành đào của nhà bác ấy, bác làm rất tròn và đều, nụ rất to nhé các bạn. Đây, các bạn cùng xem nhé, vườn nhà bác cũng rất nhiều. Cháu chào bác Thảo. Bác lấy vườn nhà mình đúng không bác? Vâng. Vâng vâng. Bác cho cháu hỏi một chút ạ, có một số anh em ấy muốn hỏi bác số điện thoại, bác có thể đọc được giúp cho các bạn đi cùng biết ạ. Số điện thoại tôi là 0977. 0977 ạ. 928. 928 ạ. 061. 061 ạ. Vâng. Đó nhá, đây là số điện thoại của bác Thảo ở đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh. Nếu các bạn qua đây thì các bạn có thể liên hệ tới bác nhé. Bác cho cháu hỏi một chút là vườn nhà mình ở đây thì những cái cây đào cành cháu thấy rất nhiều đây. Có những cành to và cành nhỏ. Bác có thể nói giá một chút cho các anh em, bạn bè ở nơi xa cũng biết không ạ? Vâng. Giá thì chúng tôi bán to thì to tiền mà bé bé tiền, mà nói chung là lúc mà nó đúng thời gì thì nó khi nó lại đắt hơn tí. Dạ vâng. Nhưng mà nó bị lở quá thì mới rẻ. Đấy, nói chung là năm nay thì là chắc là đúng thời vụ rồi. Dạ vâng. Thế bác có thể chia sẻ được cho chúng cháu biết được là những cái cây hoa đào mà to, cái cành to thì bác có thể bán được tầm giá bao nhiêu ạ? Ở đây của tôi thì chắc là chỉ độ 300 đến 400 là cùng thôi. Dạ vâng, thế bác bán là cũng tương đối là rẻ đấy, mà cháu nhìn cây rất đẹp bác ạ, nhiều cành rất đẹp. Còn những cái cành mà nhỏ nhất thì có thể bán là tầm 100 rồi 6 70 luôn. À dạ vâng, nên là rất theo. rất nhiều loại đúng không? Nhiều loại lắm. Dạ vâng. Một cháu cảm ơn bác ạ. Kính thưa quý vị và các bạn, đấy là một chút phóng sự về chuyện trò với bác Thảo để các bạn cùng biết qua những cái giá của những cây hoa đào tại vườn nhà bác. Vườn nhà bác thì có rất nhiều. Rất nhiều những cái cành hoa đào. Các bạn nếu các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ tới bác Thảo theo số điện thoại vừa rồi bác ấy đọc các cái số điện thoại nhé quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi xem qua những cây hoa đào tại vườn nhà bác Thảo, có cũng tương đối là khá. Cho nhiều chứ có uống đâu, uống tạt cũng quên. Đi tươi uống đi. Thôi đi. Đi mang về đi, sao tao về tao lấy ra đây thì cũng đi được. Tô bẩn thế này gì. Tao mang về tao lấy cho xin. Đó, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng xem qua những cây hoa đào tại vườn nhà bác Thảo. Ôi giời ơi, Covid này giết hết bà con thôi. Vâng, vất vả quá nhỉ bác. Đùng cả một cái dịch hết bệnh này đến sợ quá. Đây, xin mời quý vị và các bạn cùng xem số điện thoại của bác Thảo đây. 0977 928 061. Bạn nào? Những cành đào đang khoe sắc thắm. Gió lung lay quan tây nâng cánh hoa tình, dẫu trong lòng
người thường vẫn cách xa. Này các bạn nhìn thấy chưa, những cái bông hoa nụ ở đây rất nhiều luôn, sai. Và đặc biệt là tôi thấy lộc lún phún ra rất nhiều rồi các bạn. Vườn nhà bác Thảo chủ yếu là đào cành nhiều các bạn. Những lọc cây thì phải đợi đến sang năm các bác mới sửa sang lại được một số cây là đặc sắc. Quý vị và các bạn xem, nếu mà thấy ưng cây nào các bạn có thể liên hệ nhé. Mấy thanh niên ấy đang thử sức xe, sợ quá đi thôi. Hoa rột rất nhiều các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy những cái mắt hoa chưa, rất nhiều. Các thanh niên phóng xe sợ quá. Tết nhất đến nơi này đi đứng nguy hiểm đó. Ok quý vị và các bạn, nếu các bạn xem những cây hoa đào nào các bạn ưng, các bạn có thể liên hệ tới nhà vườn bác, đó là bác Thảo. Video của tôi đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.